道歉吧，亲爱的。Living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Kính chào quý vị và các bạn.Một mùa trung thu nữa là sắp đến, ban lãnh đạo công ty kính chúc toàn thể công nhân viên một mùa trung thu ấm áp và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Doosan Vina ngày 17 tháng 9 và các nội dung chính sau. Lãnh đạo Koika, Doosan ENC và Global Process System thăm công ty Doosan Vina. Câu lạc bộ tennis giao lưu cùng công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc. Và sau cùng là tin về hoạt động tạo thói quen tiết kiệm. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết.Trong hai ngày mùng 7 và ngày 11 tháng 9, ban lãnh đạo Doosan Vina đã tiếp đón hai đoàn khách đến thăm và làm việc tại công ty, bao gồm ban lãnh đạo tổ chức hợp tác quốc tế Koika Hàn Quốc và Doosan ENC và Global Process System. Đến thăm Doosan Vina ngày mùng 7 tháng 9, đoàn khách gồm 9 thành viên thuộc tổ chức hợp tác quốc tế Koika Hàn Quốc. Cùng đi còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và giám đốc bệnh viện đa khoa Quảng Nam.Đoàn đã được ban lãnh đạo công ty tiếp đón trang trọng tại văn phòng chính và hướng dẫn tham quan thực tế tại một số nhà máy và địa điểm khác trong công ty. Koika là thuộc tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1991, Koika là cơ quan chuyên thực hiện các chương trình viện trợ không hoàn lại cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.Tổ chức này là đơn vị đã tài trợ 35 triệu đô để xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.Vài ngày sau đó, đoàn gồm 9 lãnh đạo đến từ Doosan ENC và Global Process System cũng đã có chuyến thăm và làm việc tại Doosan Vina vào ngày 11 tháng 9. Mục đích chuyến tham quan này nhằm thảo luận xúc tiến hợp tác chiến lược giữa nhà máy chế tạo mô đun của Global Process System và Doosan Vina trong thời gian tới. Cũng như các đoàn khách khác, các lãnh đạo của Doosan ENC và Global Process System cũng đã đến tham quan tại các nhà máy để đánh giá năng lực sản xuất cũng như xem xét trình độ tay nghề kỹ thuật của công nhân viên Doosan Vina. Tăng thêm tình đoàn kết và thắt chặt mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong những mối quan tâm của công ty Doosan Vina. Trong đó, giao lưu giữa các câu lạc bộ được xem là vai trò then chốtVà các thành viên của câu lạc bộ tennis vừa có trận thi đấu giao hữu với các tay vợt của câu lạc bộ tennis của công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc vào tối ngày 10 tháng 9 vừa qua. Được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 2013 với tổng số 23 thành viên tính đến nay. Các thành viên câu lạc bộ tennis đã luôn hăng say tập luyện thường xuyên để có dịp ra sân tranh tài và cọ sát cùng đấu thủ với các đội bạn. Với mục đích trau dồi và học hỏi kỹ thuật lẫn nhau,Câu lạc bộ tennis Doosan Vina đã nhận lời mời của câu lạc bộ tennis công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc tham gia thi đấu giao hữu vào tối ngày 10 tháng 9 tại sân thể thao trong nhà của đội bạn. Trận đấu đã diễn ra hết sức sôi nổi trên tinh thần giao lưu đoàn kết nhưng không kém phần quyết liệt. Mặc dù thi đấu trên sân khách và đứng trước một đối thủ dày dặn kinh nghiệm như câu lạc bộ tennis công ty công nghiệp tàu thủy Trung Quốc,Các cầu thủ của Doosan Vina vẫn giữ vững phong độ và đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay với những pha bóng đẹp mắt. Qua đó, những con người của công việc đã thể hiện niềm say mê, hứng khởi, sự nhiệt tình với thể thao sau những giờ làm việc căng thẳng. Sau 90 phút thi đấu kịch tính, kết quả hòa chung cuộc đã thể hiện rõ một lối chơi mang đậm thể thao và sự ngang tài, ngang sức của cả hai đội.Tiết kiệm là một trong những đức tính và thói quen mà bất cứ ai trong chúng ta cũng nên tập để có thể thực hành tiết kiệm mọi lúc mọi nơi. Tại Doosan Vina, hoạt động tạo thói quen tiết kiệm vừa được hai bộ phận OE và FM triển khai trên toàn công ty. Dựa trên chương trình tổng thể này, khối quản lý đã có cuộc họp triển khai hoạt động tạo thói quen tiết kiệm chi phí cho các bộ phận nhằm hướng dẫn cách tiết kiệm chi phí vào sáng ngày 5 tháng 9. Dưới sự hướng dẫn của CA Mai Ngọc Hà, một phần adminVà Phạm Thành Ý, một phần OE, đại diện các bộ phận trong khối gồm Admin, Purchase, ER, PR và Security đã tìm hiểu, phân tích, nâng cao nhận thức mối liên hệ giữa chi phí, phát sinh
và công việc đang làm hiện tại nhằm tìm kiếm ý tưởng và thực hiện hoạt động tiết kiệm một cách tốt nhất. Hoạt động này được triển khai trên khắp công ty từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Sau đó, bộ phận OE sẽ tổ chức đánh giá vào ngày 9 tháng 10 để xem xét kết quả thu nhận được sau một tháng triển khai, từ đó có phương hướng cho các tháng sau. Đây là một trong những hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giải dụng an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Might as well jump. Go ahead and jump.
Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa hôm nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Nusamina DVTV V4N71. Bản tin Nusamina đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan desalination technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan.